trọng với phần nhạc đã được chuẩn bị tại khu vực trung tâm mà chúng ta đang nhìn thấy, với tất cả sự hiện diện của nhân dân, du khách trong nước và quốc tế đang có mặt tại trung tâm. Dành một khoảng thời gian quan trọng này và chuẩn bị để cùng mọi người chào cờ hai quốc nào nhìn cả trên lá cờ trên. Xin mời chúng ta hãy cùng chú ý ạ. Âm thanh chuẩn bị nhá, bao giờ hơi nghiêng âm thanh bật nhá. Kỷ niệm 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2024. Xin đề nghị toàn thể chúng ta chuẩn bị chào cờ.